bên nhà mình có số điện thoại của mình thì cố gắng lên quầy thuốc thì mình gọi nhá. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái sản phẩm sâm tố nữ cái mẫu mới. Đây là hộp sâm tố nữ mẫu mới này các bạn này. Đây là sản phẩm sâm tố nữ dành cho chị em phụ nữ độ tuổi trên 35 có sự suy giảm về mặt nội tiết tố nhiều, bị suy giảm sinh lý, khô hạn, bốc lửa, bốc kháng và đặc biệt là nhăn nheo, trễ sệ và trùng nhão, đặc biệt là nám xuất hiện rất nhiều. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái lộ trình điều trị như vậy. Từ cái viên uống trong đến cái kem bôi để hỗ trợ bên ngoài cho các nhăn nhăn. Và đây là một cái phác đồ mà mình đã có hỗ trợ cho rất nhiều chị em ở trong Nam. Tức là mặc dù các chị đã 6-70 tuổi rồi nhưng mà sử dụng thường xuyên những cái này thì nó không có thể có nếp nhăn hoặc là không rất là da thì vô cùng đẹp. Vậy thì tại sao lại phải uống bộ như thế này? Xin chia sẻ mọi người rằng cái bộ sản phẩm sâm tố nữ là gì? Sâm tố nữ chứa rất nhiều cái thành phần là mầm đậu nành, sinh quy, bạch thược, anh đào, nhân bí đao, arginine và các thành phần chiết xuất nhân sâm lô hội của mài trắng sâm tố nữ, collagen là rất nhiều cái thành phần mà nó phục hồi cho nội tiết sinh lý phụ nữ. Nội tiết là gì? Nội tiết là nó là những cái mang hormone tuyến nữ estrogen. Và estrogen khi các bạn dùng mầm đậu nành, dùng sâm tố nữ collagen rồi là nhân sâm rồi linh chi thì nó sẽ giúp cho các bạn là sản sinh nội tiết tố, và khi sản sinh nội tiết tố thì anh chị sẽ đỡ được đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, đau nhức mỏi chân tay và là giúp cho làn da đẹp và đỡ thâm nám và hỗ trợ nhanh các cái tình trạng về suy giảm nội tiết tố là nguyên nhân của mọi vấn đề là sâm tố nữ. Và sâm tố nữ thì các bạn biết rồi, nó là sản phẩm khá nổi tiếng rồi và được rất nhiều khách hàng tin dùng rồi, và đây là sâm tố nữ mẫu mới nước thiết kế cho phụ nữ trên 35 tuổi. Đợi tí, chị ơi cái đùn bên này, bác hiểu đúng không? Và ngoài sâm tố nữ thì mình để mà điều trị hiệu quả cho khách thì hiện nay là nhà mình đang làm cái chương trình là khi mà khách hàng mua một sâm tố nữ thì tặng cho khách hàng một cái bôi như này, thùy thùy quay cho tiền đấy. Khi mà các bạn mua một hộp sâm tố nữ thì bên nhà mình sẽ có tặng đi kèm cho các bạn một hộp vitamin E. Bởi vì vitamin E thiên nhiên của Nga đây là loại đắt nhất, còn cái loại rẻ mấy chục nghìn mình không nói nhá. Thì cái vitamin E này nó có tác dụng khi mà kết hợp với sâm tố nữ ấy thì nó sẽ loại bỏ đi những gốc do những cái độc tố trong cơ thể của mình, nó sẽ loại bỏ được một lượng nào chỉ lệ đó, thì nó sẽ loại bỏ những cái độc tố trong cơ thể và đặc biệt là nó sẽ làm cho sinh lý chị em phục hồi trở lại, nó sẽ làm giảm khô hạn và đặc biệt là làm đẹp da hay là phục hồi cái làn da bị nứt bị gầy và trở nên nhăn nheo và chảy xệ vùng da đó, thì là vitamin E nó hỗ trợ giúp làm trắng sáng da và căng mọng da. Bên nhà mình đang làm một chương trình đó, khi khách hàng mua hâm sâm tố nữ này thì được tặng cho mọi người là hộp vitamin E. Đấy, là chương trình hiện nay. Tuy nhiên thì sản phẩm của là Colino hiện nay có ra đấy là sản phẩm viên uống trắng da, và mình cho rằng đấy là một cái sự ra đời vô cùng cần thiết khi mà các bạn anh chị mà phối hợp sâm tố nữ cùng với cái viên uống trắng da Lipo, thì nó có tác dụng đó là nó sẽ tiêu diệt những sắc tố melanin màu đen. Anh nào á, nó sẽ tiêu diệt những sắc tố melanin màu đen và nó sẽ tăng cường cái pheomelanin màu trắng, vì nó sẽ tiêu diệt được cái nám và nhăn bồi mồi trở nên nhanh hơn, và nó ngoài ra nó còn bổ sung thêm các ví dụ vitamin C rồi trà xanh, thì nó sẽ giúp cho các anh chị là làm sạch, làm trắng da, và làm vitamin C thì từ xưa các bạn biết rồi, nó là tăng cường đề kháng và làm trắng da, thì cái này nó sẽ giúp cho trắng sự trắng da tự nhiên này, và khi kết hợp với sâm tố nữ thì nó sẽ giúp cho anh chị là sẽ giúp điều trị cái nám nó thời gian nó trở nên ngắn hơn. Đấy là bộ uống trong, còn bộ bên ngoài thì như thế nào? Bộ bên ngoài thì hiện nay sau rất nhiều năm phân phối thì chưa một cái dòng thế bớt cho gần hết, chắc có hàng hay nào ạ? Hàng đang về mai. Thì cái bộ bên ngoài mình có phối hợp cho khách hiện nay là cái dòng Inozalozone, là một cái huyết thanh của Nga có giàu cái hàm lượng collagen. Khi mà các bạn độ ở tầm khoảng trên 30 tuổi, khi một cái lượng collagen nó suy giảm dần thì nó gây ra hiện tượng đứt gãy các sợi collagen trong da và elastin dưới da, thì nó gây ra hiện tượng là trùng nám, trùng nhão, chảy xệ da, rồi các tổn thương về da, rồi mụn nhọt, rồi các cái giàn da các bạn không được tươi trẻ. Thì cái huyết thanh Inozalozone là một cái dạng cấp nước và bổ sung collagen cho da để mà các bạn bôi trong khi rửa mặt, vì cái này nó một dạng huyết thanh cũng là một dạng siêu đô luôn, và khi mà mình bán cho rất nhiều chị em tầm khoảng từ trên 60-70 tuổi ở trong Nam ấy, thì người ta khi mà người ta dùng cái bộ này rồi ấy, thì người ta mới nói là sau đó thì chị thấy là cái loại của Nga rẻ tiền thì chị từ sử dụng sang những loại bộ đắt tiền hơn, tuy nhiên là không có một cái bộ nào nó hiệu quả bằng cái sản phẩm xóa nhăn Inozalozone và Goligrem của Nga cả, và các chị vẫn quay về các chị dùng. Và đây là khi mà các anh chị mà bị hiện tượng là trùng nhão, chảy xệ da hoặc nếp nhăn ấy, thì các anh chị
mình là có một cái biện pháp đó là dùng ngoài cho anh chị. Bằng huyết thanh như thế này, khi mà massage bằng huyết thanh inoxaloxone xong ấy, sau 2 phút thì mình sẽ dùng thêm bôi thêm lên trên hino là Vorigrem. Hai cái dòng kem này có thể pha, tức là một dạng là huyết thanh bôi trước và một dạng kem bôi sau. Thì cái gom kem Vorigrem nó sẽ lấy đi những mảng tế bào già, tế bào sần sùi bên ngoài da là những nguyên nhân gây lão hóa, các anh chị nó sẽ được bóc tách đi mỗi ngày và nó sẽ làm sáng da và mờ nám. Và khi cái này nó phối hợp với nhau thì nó sẽ giúp cho da các anh chị là căng mọng và không có vết nám và nhăn bồi mủ, như là không có bị trùng nhão trở sệ da và nếp nhăn trên da. Và đây là cái phát đồ gần như là cho rằng cái thành công mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Vậy thì mọi chi tiết các bạn liên hệ với số điện thoại của Dược sĩ Cẩm Tú chuyên khỏe để tư vấn thêm các bạn nhé. Xin chào các bạn.